em trai ruột nữ ca sĩ Phi Nhung đã có động thái lên tiếng bảo vệ bênh vực chị gái giữa những ồn ào. Đã được gần một tháng trôi qua, kể từ khi nữ ca sĩ Phi Nhung qua đời vì Covid-19, hôm nay đã là thất thứ 4 của giọng ca bông điên điển. Trên trang Facebook, em trai ruột cố ca sĩ Phi Nhung có những chia sẻ xúc động về chị. Anh gửi lời cảm ơn chân thành tới những người hâm mộ, khán giả đã yêu mến và đồng hành với Phi Nhung thời gian vừa qua. Bên cạnh đó, em trai cố ca sĩ cũng bày tỏ sự phẫn nộ, tức giận khi nhiều người lợi dụng danh tiếng của Phi Nhung để đạt những lợi ích cá nhân. Là người em trai của chị, em thật sự đau lòng và phẫn nộ trước những hành vi bất nghĩa lợi dụng danh tiếng của chị em để tư lợi cá nhân, mưu cầu danh tiếng cho ích kỷ riêng của mình. Giữa ồn ào mới đây của Phi Nhung, anh cũng lên tiếng bảo vệ người chị gái của mình, hãy để chị của chúng tôi được yên nghỉ từ bé tới lớn, từ gia đình cho tới ngoài xã hội, chị đã phải chịu đựng quá nhiều đau khổ cũng như là thị phi oan trái. nếu không giúp gì được cho chị, không tạo được nhiều điều tốt đẹp nhân văn hơn, thì xin hãy im lặng lại. hai chữ phi nhung không phải ai muốn gọi thì gọi. mạnh quỳnh lên tiếng sau khi bị netizen déo tên đòi kiện ai đó thay phi nhung mới đây trên trang cá nhân mạnh quỳnh đăng tải bức tâm thư gửi đến cố ca sĩ phi nhung đồng thời anh ẩn ý nói về việc không quan tâm chuyện thiện hạ sau khi liên tục bị dân tình réo tên đòi thay con gái cố ca sĩ phi nhung kiện ai đó để lấy lại công bằng anh viết những gì quỳnh đã hứa trước vong linh của nhung quỳnh sẽ làm bằng khả năng của quỳnh cho dù khó khăn hay vất vả bao nhiêu đi nữa nhung biết tính quỳnh mà xưa nay quỳnh luôn sống an phận chỉ biết sống vì gia đình và làm nghệ thuật quỳnh chưa từng hơn thua ganh ghét và làm mất lòng ai dù là một đứa trẻ hay làm điều gì đó để trục lợi cho bản thân mình nhưng sống ở đời không ai tự cho mình là hoàn hảo nên chuyện thiên hạ không thích mình đó là điều đương nhiên ông trời còn sống không vừa lòng người thì huống chi mình phải không nhung thôi ai nói gì mặc ai mình cứ sống tốt và làm nghệ thuật bằng cái tâm của mình cầu mong cho nhung an lạc nơi đất phật Nhung đã trả xong nợ thế nhân rồi, từ nay không cần bận tâm đến chuyện tai tiếng thị phi thiên hạ nữa. Bà ngủ ngon nha, tôi thức để làm việc đây. Phi Nhung và Mạnh Quỳnh là cặp song ca ăn ý dòng nhạc trữ tình quê hương và bolero hơn 20 năm qua. Quen nhau từ những năm 1995 nhưng phải đến năm 1999, thương hiệu cặp đôi Phi Nhung Mạnh Quỳnh mới ghi ấn đậm sâu trong tim khán giả đứng cùng nhau ở nhiều sân khấu lớn nhỏ trong và ngoài nước, cặp đôi Phi Nhung Mạnh Quỳnh để lại dấu ấn với nhiều tác phẩm: Thành phố buồn, Tân cổ giao duyên, Lại nhớ người yêu, Sầu tím thiệp hồng, hai đứa nghèo. Khán giả chắc chắn không khỏi xúc động khi xem đoạn clip của cố nghệ sĩ Phi Nhung vừa được đại diện truyền thông của cô chia sẻ. Mới đây đại diện truyền thông của cố nghệ sĩ Phi Nhung lúc sinh thời đã chia sẻ một đoạn clip nữ danh ca gửi đến anh, đoạn clip trình diễn ca khúc Giàn thiên lý đã xa tại nhà vô cùng xúc động. Đặc biệt người này còn ẩn ý về đoạn clip như sau, chỉ thích mọi người phải thấy mình đẹp nhất, không phải là lúc khóc sưng cả mắt vì những hiểu lầm. kèm với đoạn clip nữ ca sĩ hát giàn Thiên Lý đã xa là ảnh chụp màn hình tin nhắn trao đổi giữa cả hai. cố nghệ sĩ Phi Nhung đã trực tiếp gửi đoạn clip cô hát với dòng tin nhắn tặng em con mắt đã sưng. hàm ý cô đã khóc đến sưng cả mắt trong khi đang ghi hình cho đoạn clip này. Đoạn tin nhắn được gửi vào ngày 14 tháng 6 trước khi cố ca sĩ Phi Nhung phải nhập viện để điều trị Covid-19. Đây cũng là thời gian cô chịu khá nhiều những ý kiến trái chiều xoay quanh ồn ào cắt dê của người con nuôi Hồ Văn Cường sau loạt livestream của một nữ CEO. Có thể thấy trong đoạn clip, cố ca sĩ Phi Nhung đã thể hiện ca khúc Giàn Thiên Lý Đã Xa vô cùng ngọt ngào và tình cảm. Đây là ca khúc nhạc ngoại lời Việt được nhiều thế hệ khán giả yêu thích. Đúng như lời cố ca sĩ Phi Nhung chia sẻ trong tin nhắn, đôi mắt của cô trong đoạn clip này sưng lên khá to, hình ảnh khiến không ít người hâm mộ nhìn lại cảm thấy xót xa. CEO Đại Nam bị tố đeo dây chuyền kim cương phách trong ảnh của người khác thực hư ra sao? Nhắc đến bà trùm Đại Nam Nguyễn Phương Hằng, netizen làm sao có thể bỏ qua được bộ sưu tập kim cương, viên nào viên ấy to như hột mít, thường xuyên được bà cho lên sóng. Thậm chí, nhiều người thay vì tập trung nghe nữ CEO nói đàm đạo chuyện này chuyện kia thì chỉ chăm chăm soi xem hôm nay bà chủ đại nam sẽ bằng nhẫn đính hột xoan nào, sẽ đeo dây chuyền trông hoành tráng ra sao. Trong lần xuất hiện gần đây nhất, bà Phương Hằng tiếp tục giữ phong độ khi trình làng một mẫu trang sức mới với thiết kế lạ mắt. Và đương nhiên, sợi dây chuyền cũng được đính phun kim cương. Khác biệt là mới đây, chính sợi dây chuyền này lại trở thành chủ đề gây bàn tán xôn xao khi nhiều người cho rằng bà chủ đại nam đang xài hàng fake, thậm chí là còn mượn ảnh của người khác mà không xin phép. Thông tin này khiến cho không ít người cảm thấy hoang mang vì với tài sản khổng lồ hiện mình đang sở hữu, lại có sẵn đam mê với kim cương, chuyện nữ CEO dùng hàng nhái xem chừng là hơi khó tin. Tìm hiểu ra mới thấy, lần này đúng là bà Phương Hằng gặp tay bay họa gió thật. Thật ra mọi ồn ào khởi nguồn từ bài đăng của một netizen có tên là NH, thoạt nhìn có vẻ rất hâm mộ nữ CEO. Netizen này nhiệt tình đi spam bài ở khắp nơi về thông tin được cho là xuất xứ của chiếc dây chuyền nữ CEO đeo. Theo netizen tốt bụng, chuỗi vòng của bà Phương Hằng có giá trị tới 130 tỷ và được thiết kế như một con đại bàng tung cánh. Thậm chí người này còn đính kèm bức ảnh chụp cận mặt sợi dây chuyền để mọi người quan sát kỹ hơn. Vấn đề ở đây là hai bức ảnh được đính kèm đó thực chất là của một tài khoản Instagram nước ngoài đăng tải từ hồi tháng 3 năm 2021. Còn một số người cho rằng NH chính là nhân viên dưới trướng bà Phương Hằng được bà trả tiền để post bài PR dùm. Kết hợp với những yếu tố trên, nghi vấn bà trùm đại nam xài dây chuyển kim cường phách mới nổ ra. Tuy nhiên, rõ ràng là không thể chỉ nhìn hai mẫu trang sức na ná nhau mà quả quyết cho rằng bà Phương Hằng xài hàng phách được bởi rất có thể nữ CEO chỉ vứt kim cương cho bên thiết kế, còn họ thiết kế như thế nào lại là chuyện khác. Bên cạnh đó, nếu soi ra thì rõ ràng là hai thiết kế này không hoàn toàn giống nhau. Chưa kể đến việc bà Phương Hằng cũng chưa từng lên tiếng khẳng định giá trị sợi dây chuyền của mình. Mọi thứ đều do netizen kia tự tung ra mà thôi. Thực chất, hai mẫu trang sức vẫn có sự khác nhau. Nữ CEO từng cho mẫu này lên sóng sống ảo vài lần trước đó. Vì biết còn lại gì sau cuộc thanh lọc chưa từng có tiền lệ. Vì biết gần đây không ngừng rung chuyển bởi những chia sẻ của nữ CEO Phương Hằng thông qua hình thức live stream. Đây được coi là một cú đánh trực diện vào những nghệ sĩ nổi tiếng, giàu có và đắt sâu bậc nhất showbiz Việt hiện nay. Hàng loạt nghệ sĩ hạng A của Vbiz bị sao kê chiếu mệnh. Cái tên đầu tiên bị giáo gọi chính là danh hài Hoài Linh. Trước khi vướng vào scandal ngâm tiền từ thiện, Hoài Linh từng khiến dư luận choáng váng với con số 3 tỷ cho một đêm diễn. Tất nhiên, con số này chỉ là tin đồn, chưa từng được chính chủ xác nhận. Nhưng với một ngôi sao hạng A như Hoài Linh, con số chính xác là bao nhiêu cũng sẽ đều khiến cho người ta phải choáng váng. Theo thông tin của một người giấu tên, chuyên tổ chức các chương trình ca nhạc tạp kỹ, giá cát xe của danh hài Hoài Linh là khoảng tầm 100 triệu đồng nếu biểu diễn ở phòng trà, nếu là chỗ quen biết thì giá thấp nhất cũng khoảng 80 triệu. Sở hữu khối tài sản cách xù nhưng vẻ bề ngoài xuề xòa chính là cách nam danh hài đánh lạc hướng sự chú ý của khán giả về mức độ giàu có của mình. Tiếc rằng sự nghiệp lẫy lừng của Hoài Linh gần như đặt dấu chấm hết bằng hành động cúi đầu xin lỗi khán giả, đặc biệt là bà con miền Trung vì đã chậm trễ trong quá trình giải ngân. Vì sai lầm nghiêm trọng này, Hoài Linh đứng trước nguy cơ bị tước danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Giữa làn sóng tẩy chay việc sử dụng sản phẩm do Hoài Linh làm đại diện thương hiệu lan rộng, một sàn thương mại điện tử lớn cũng có động thái không cả nể đối với vụ việc liên quan tới nam danh hài. Vài năm trở lại đây, ca sĩ Thủy Tiên không còn mặn mà với nghệ thuật, thay vào đó cô đầu tắt mặt tối vì nhiều hoạt động thiện nguyện. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến giọng ca giấc mơ tuyết trắng không ngừng bị gọi tên trong các buổi livestream của bà Phương Hằng. Cụ thể nữ CEO cho rằng, khi đã kêu gọi quyên góp cứu trợ lũ lụt miền Trung vào cuối năm 2020, Thủy Tiên đã nhận về số tiền hơn 300 tỷ đồng chứ không phải hơn 177 tỷ như đã công bố. Trong đại chiến vạch mặt, một cái tên khác gây chú ý chính là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Đối với ông Hoàng Nhạc Việt, CEO Nguyễn Phương Hằng có phần ưu ái hơn bằng hành động gửi đơn tố cáo đến công an thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, bà Phương Hằng tố cáo Đàm Vĩnh Hưng có dấu hiệu chiếm dụng tiền từ thiện trái phép thông qua việc dùng tài khoản cá nhân nhận tiền từ các mạnh thường quân. Cùng với Hoài Linh, Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, bà Phương Hằng còn khiến Vi Biết dậy sóng khi gọi tên hàng loạt ngôi sao nổi tiếng khác như Trấn Thành, Hồng Vân, Trịnh Kim Chi, Trường Giang, Việt Hương mới đây bà Phương Hằng còn gây sốc khi tung danh sách mang tên vận động viên giải ăn chặn mở rộng, trong đó có nhiều cái tên nổi bật được bổ sung phải kể đến như Cát Phượng, Hồ Ngọc Hà, MC Đại Nghĩa, Ninh Dương Lan Ngọc, Đông Nhi, ông Cao Thắng cùng loạt tên tuổi sừng sỏ trong làng giải trí Việt, trong đó có cả đạo diễn và ông trùm game show. Trước cơn bão sao kê xuất hiện, khán giả từng tẩy chay thành công nữ hoàng đạo lý Hương Giang khi phản đối việc cô xuất hiện trên các game show với tần suất dày đặc cùng nhiều phát ngôn gây tranh cãi. Mới đây, nam ca sĩ Jack cũng từng bị đá văng khỏi chương trình Running Man Việt mùa 2 vì vướng lùm xùm bắt cá nhiều tay. Làm bạn gái mang thai sinh con nhưng không làm tròn trách nhiệm của một người cha. Theo lẽ thường, drama nào cũng có hồi kết. Tuy nhiên, cuộc thanh lọc chưa từng có tiền lệ đang khiến showbiz Việt lao đao. Vì khán giả giờ đây chỉ thích hóng drama trên mạng xã hội thay vì ngồi trước màn ảnh nhỏ để thưởng thức game show như trước kia hơn nữa những sao Việt đã bị gọi tên hay chưa bị gọi tên đều ở trạng thái thấp thỏm khi CEO Phương Hằng có thể comeback bất cứ lúc nào để chia sẻ về những giấc mơ của mình. Quý vị đang theo dõi tin tức trên kênh Tin Sắt Đánh, nếu thấy bản tin hay hoặc có những lời góp ý cho kênh, mong quý vị đừng ngần ngại thể hiện quan điểm của mình qua phần bình luận. Cảm ơn quý vị và ngay sau đây sẽ là những nội dung đáng chú ý khác.